Ê anh em ơi, một buổi trưa ấm áp tại shop Phụ Tùng 67 Quân dễ thương nhất Sài Gòn. Hôm nay review cho anh em xem nha, cái này theo yêu cầu của hai ông anh. Hai ông anh đều bên nước ngoài hết, một ông anh Quang và một bên anh Hiệu. Đây, hai ông anh luôn. Mai shop sẽ quay cho anh em xem hai con xe vừa mới dọn xong, đang cho rô đai máy ha. Đây là quay. Đây quay theo yêu cầu của hai ông anh ở xa, quay cho anh em xem chiêm ngưỡng ở lâu rồi. Lâu rồi không có quay, theo nhiều anh em dặn shop làm bữa giờ sao không thấy quay xe dọn cho anh em xem. Thì hôm nay anh em xem tham khảo chơi ha. Để shop quay chi tiết. Một con là 67 ha, một con là 67 và một con là 72. Đó, xe này là của anh Quang, còn cái xe đen là 67 là của anh Hiệu, để quay cho hai ông anh đều ở bên nước ngoài hết. Hôm nay review cho anh em xem và chỉnh sửa lại con xe đen tí xíu. Tại vì đúng như theo dáng zin thì shop quay shop dọn theo cái phong cách là dáng zin, mà theo ý kiến của ông anh thì ông anh thích đi cái dàn si giống như 72 này. Đó, thì một chút xíu là điều chỉnh lại cặp chè, sẽ review cho anh em xem luôn cặp dè Thái ha, để review cho anh em xem cặp dè Thái luôn. Đó, đây xin mời anh em vào chi tiết xem thử ha, và anh em cho shop ý kiến có cần chỉnh sửa gì không thì anh em báo cho shop biết luôn ha, để chấp chỉnh sửa cho hai ông anh luôn. Tại vì hai ông anh đều ở xa hết anh em, đều ở bên nước ngoài hết. Đó, để quay cho anh em xem. Đây em mập đang rửa đu đai mấy hôm nay rồi, bây giờ đang rửa anh em, đang rửa là sạch sẽ để quay cho anh em xem. Mập ơi, hello mọi người, cái mập ơi. Hello mọi người. Đây, quay vào chi tiết cho anh em xem ha. Anh em cho shop ý kiến đi xíu. Dạ. Buổi chiều ấm áp anh em ơi. Rồi, hello anh em. Hôm nay theo yêu cầu của hai ông anh thì shop sẽ review cho anh em xem, anh em và những ông chú xem hai con xe vừa mới dọn ha. Thì trước khi review xe thì shop sẽ quay cho anh em xem cặp dè ha. Quay cho anh em xem cặp dè Thái. Thì đúng như dáng zin của anh Quang. Quay đây nè, xíu đây nè Mộc. Đúng như dáng zin ha, đúng như dáng zin thì sắp đi về nhựa. Về nhựa sau trước sắt. Thì cái chiếc xe của anh Hiệu này, của anh Hiệu ở bên nước ngoài ha, anh Hiệu không thích đi về nhựa trước sắt. Anh Hiệu thích đi về si. Ha, thì sẵn vô lại cặp về si cho anh Hiệu. Thì sắp sẵn review cho anh em xem luôn. Sẵn review cho anh em xem một cặp về Thái, si Thái ha. Quay cho anh em xem một cặp dè si Thái. Cái này là cặp dè si siêu đẹp nha anh em, cặp dè si siêu đẹp nha, để quay cho anh em xem một cặp dè. Đây, quay xét vô, quay gọi xét cái đây nè. Sẵn vô xe của anh Hiệu, quay cho anh em xem luôn. Hôm nay thì review hai chiếc xe đã dọn ha, một chiếc cho anh Hiệu và một chiếc cho anh Quang. Hai ông anh đều bên nước ngoài hết. Quay sát vô đây, cận cảnh những cái nút này. Quay vô đây cho anh em xem, cho những ông anh, những ông chú ở xa xem ha. Một cặp dè si Thái bên shop Phụ Tùng 67 Quân dễ thương nhất Sài Gòn. Đó, cặp dè si Thái. Bên mình là dè cao cấp nha, dè đúng loại 1 nha anh em, dè đúng loại 1 nha. Giá em nói là 3,6 triệu một cặp nha. Đó, 3,6 triệu một cặp. Quay gõ vô từ nút si chốt bấm nha, 3,6 triệu một cặp. Đây có nhiều anh em so sánh có loại dè 2,8 triệu, 3 triệu. Thì mình hôm nay mình sẽ quay cho anh em xem chi tiết ha. Cặp dè 3,6 triệu bên shop, hàng loại 1 nha, hàng chuẩn loại 1 nha. Đó, thì có hai loại, một loại dè là 72 và một loại dè là CL70.
thẳng vô cặp dề Thái này cho nên Hiệu quay cho anh em xem luôn. Một cặp dề siêu đẹp ha. Đây. Dề siêu đẹp. Đó. Thì những anh em nào mà có theo dõi kênh của shop thì anh em biết rồi ha. Một cặp dề CL70 này thì shop thường vô mẫu CD gù. Mẫu CD gù và CL50 nha. Dán cực kỳ chuẩn luôn. Đó, quay cho anh em xem. Đó. Từ nút chút bấm nha, tới gọng dè nha anh em, quay đây nè. Đó, quay cho anh em xem ha. Đó. Đây lại lấy cái mẫu này, như mẫu này nè, mẫu 72 này thì đang vô dè này. Đang vô xe âm hiệu thì bây giờ quay cho anh em xem luôn ha, bây giờ quay cho anh em xem luôn. Quay trực tiếp cho anh em xem cặp dè, vô cặp dè 72 cho anh em xem ha. Đây. Thì xin mời anh em xem thử chỗ hơi chật nha, anh em thông cảm, vô coi thử cái xe ha, quay cho anh em xem thử. Cái xe shop vừa mới dọn xong, quên lấy tem nữa, còn lên tem nữa. À sáng có hỏi anh Hiệu rồi ha, còn lên tem nữa. Lên tem SS50 nữa. Thì con xe này shop lên này cấu hình máy của nó là 110 nha anh em. Cấu hình máy là 110 nha. Cái dàn chân á là mình không có sơn ha, mình chơi đánh cước hũ keo luôn. Mình chơi đánh cước hũ keo luôn chứ mình không có sơn. Rồi mình đi hàng tất cả là hàng loại 1 nha. Đó như anh em nhìn nha. Bô bắc hạ cổ nha. Đó. Mình đi về nhựa nhưng mà tại vì ông mỗi người mỗi sở thích anh em, mỗi người mỗi sở thích mà. Đó, quay ra làm sao? Thì Tèo đang mở cặp dè ra để thay cho ông anh. Đó, tất cả là hàng loại 1 anh em nhìn nha. Dàn chân đùm ha. Đùm chân toàn là đánh cước hũ keo nha anh em, không có sơn bạc nha. Đánh cước hũ keo. Đó, đây là xe của anh Hiệu. Thì một chút nữa mình sẽ quay qua mình review cho anh em xem chiếc của anh Quang. Hai ông anh này đều bên nước ngoài hết. Đó, này là dán zin, anh em nhìn nha. Đó, được shop vô. Thì những anh em nào mà nếu mà có chơi xe hoặc là có am hiểu về xe, nếu mà thấy shop làm sai gì đó anh em cho shop một chút ý kiến nha, cho shop một chút ý kiến từ dàn chân, dàn ngoài, dàn máy ha. Còn cuộc 67 đây. Đó, mình cũng bánh cước luôn, mình cũng bánh cước hũ keo luôn anh em ha. Đó, anh em nhìn ha, bánh cước hũ keo. Vô thì mình vô bộ 4 dây e-zin nha, 4 dây e-zin nha anh em. Cấu hình máy đó thì mình không có đi zin, để xảy qua bên. Đó, mình không có đi zin, mình đi theo cái dán máy cứng. Đây, dán máy nha. Quay lại ha, cấu hình máy nó là 49. Ha, ở ngoài là 49 thôi nhưng mà ở trong là 110 anh em ha. Đây, những chiếc xe mà bên khách đặt dọn bên shop đều lấy sườn lốc zin nha, sườn lốc zin. Còn anh em nào mà nếu mà dọn xe có cần vô lốc vô sườn ha thì khác nữa. Còn đây là những chiếc xe đặt nên mình lúc nào mình cũng lấy sườn lốc zin ra ha, để làm cho anh em đó. Thì trong thời gian chờ đợi vô cặp dè 72 thì qua chiếc xe của anh Quang quay cho anh em xem. Con xe này là lên dán 72 anh em ha. Anh Quang này là anh đặt hai chiếc lận, một chiếc 72, một chiếc 72 và một chiếc 67. Để quay cho anh em xem. Con xe này thì nó khác con xe đen này, là con xe này đi dàn chân sơn. Đó, dàn chân sơn bạc ha, đùm sơn bạc. Đỏ là đỏ Kenny. Cấu hình máy của em này là 100 nha anh em. Cấu hình máy xe này là 100 ha, 100. Còn cái xe đen này 110. Đỏ là đỏ Kenny và con xe này shop cũng chưa lên tem luôn. Con xe này shop để hỏi ý kiến của ông anh Quang con cần lên tem hay không. Tem thì dán lẹ rồi. Ha. Quay ra sau đây. Thằng 72 thì mình đi bô vắt anh em ha. Mình đi bô vắt. Đó, đi bô vắt ha, dàn chân sơn bạc. Thì những anh em mình quay đây là để không phải là mình quay về cái gì. Mình quay thứ nhất là mình review cho anh em xem cái phụ tùng bên shop Quân Dễ Thương là thứ nhất. Thứ hai là anh em xem mình giống như mình trao dồi kiến thức ha. Anh em xem mà shop có làm sai gì đó thì anh em cứ việc bình luận cho shop nha. Để shop thêm vô cho khách hàng. Để cho nó được chuẩn hơn ha. Để được chuẩn hơn. Đó anh em ha. Và mình đi mua dắt thì mình vô cặp gắt chân hàng mua vắt nha. Gắt chân gia công mua vắt cho anh em xem ha. Đó, đây. Xe sáng chân ha. Rồi, đi qua đây.
đi qua đây thì từ chặt te, gấp chặt te, đi dàn chân sơn cho anh em xem, gấp chặt te đỏ ken ni ha, gác chân che gác chân ni nóc đó, cứ quay gõ gõ vô cho anh em xem, cho những ông xanh, những ông anh, những ông chú ở xa xem ha. Đây là xe của anh Quang, quay luôn cái biển số luôn, không sao đâu Mập ơi, quay cái biển số cho anh em xem luôn ha. Quay biển số, tại vì những xe này là shop đều quay cho chủ xe xem mất rồi, nhưng mà những anh chủ xe thì muốn là lên YouTube xem cho nó rõ hơn, để mình chụp hình rõ ràng rồi ha, chi tiết rồi đó. Một chiếc 72, cái chiếc xe của anh Quang này là một chiếc 72 và một chiếc đen. Thì trong thời gian đợi anh Tèo mở cặp về ra ha, thì mời anh em qua đây xem tiếp cái xe của anh Quang này đó. Xe của anh Quang, xe anh Quang thì anh đặt hai chiếc, nhưng mà cái chiếc của anh Quang này coi chừng đụng cặp về gớt về, để bên kia mình cho Tèo để mà gớt về chạy về đây. Đó, đây là những chiếc xe dọn của những anh em đã tin tưởng và ủng hộ shop Quận Tùng 67 Quân Dễ Thương nhất Sài Gòn anh em ha. Đây những xe đặt dọn. Và chiếc xe của anh Quang này thì nó khác tí xíu nữa. Cái chiếc xe của anh Quang này thì mình đi cái hệ là hệ dàn chân bóng đó ha, hệ dàn chân bóng. Mỗi chiếc là mình làm, mỗi chiếc là có một cái đặc điểm nó khác nhau anh em ha. Đó đây, và có thể là chiếc xe anh Quang này là shop vô về thái luôn, với shop cũng không đi về nhựa luôn, tại vì mình đi cái dáng xe này là dáng về si, dáng xe cực kỳ sáng luôn, là siêu sáng luôn, thì chắc có thể mình mới hạ cặp xe xuống lại, mình vô về si thái vô đó. Đây những chiếc xe, những chiếc xe đặt dọn, và những chiếc xe này là những chiếc xe của anh em ha, những chiếc xe này những chiếc xe của anh em đặt dọn. Đây những chiếc xe đặt dọn đều, nói chung là bên shop đầy đủ anh em, từ mua bán xe, từ phụ tùng tới xe dọn anh em ha, tới xe dọn đều đầy đủ hết cho anh em. Những anh em nào ở xa, những anh em ở xa có muốn tới shop mua phụ tùng, cứ việc qua địa chỉ là 37/15 đường Lâm Thiện Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 đó. Đây nè anh em, những chiếc xe dọn nè, nói chung là nhiều lắm đó, được anh em ở xa luôn tin tưởng ủng hộ shop phụ tùng 67 Quân Dễ Thương nhất Sài Gòn anh em ha. Đây là những chiếc đầu sơn, những chiếc xe sơn ha, đồ sơn về, nói chung là sẽ cố gắng làm thành phẩm. Bên shop làm hơi chậm nha anh em, lúc nào cũng vậy, làm hơi chậm nhưng mà lúc nào làm cũng cố gắng hết sức làm, nói chung là gọn gàng cho anh em ở xa ha, từ những chiếc xe dọn tới những chiếc xe bán đó. Đây đang vô về thái, rồi để qua đây đi test nè ha, để mình test máy cho anh em nghe. Thì chiếc xe của anh Hiệu thì nói chung là những chiếc xe đều bên shop đều là phải bao im. Xe này là cấu hình máy 110 nha, cấu hình máy 110, dên lớn bơm nhất rồi anh em ha. Rồi giờ mình sẽ bịt cái bô lại cho anh em nghe thử tiếng máy nha, nghe thử tiếng máy là không giọng không hú anh em ha, máy 110 nha. Đó anh em, xe còn do shop ý kiến nha, nó cần thêm gì đó anh em cái việc bình luận dùm cho shop nha. Siêu im nha, máy là siêu im. Đó. Rồi sắp qua test chiếc 72 để cho anh em xem ha. Qua test chiếc 72 cho anh em xem. Chiếc xe này thì của anh Quang. Anh Quang thì máy 100, máy nhỏ hơn chiếc xe đen này. À, anh Quang là máy 100. Để sắp quay cho anh em xem. Quay sát vô luôn. Cho anh em ở xa, cho anh Quang, những hai ông anh này là đều, hai ông anh chủ xe này là đều ở nước ngoài hết. Đều ở nước ngoài hết. Đó, cho anh em nghe. Ha, à, máy là không giọng không hú nha. Máy là cực kỳ im nha. Cấu hình máy xe đỏ này là 100 anh em ha. Máy 100 nha. Đó, đỏ Kenny, máy 100cc. Đẹp chưa? Rồi. Ở đây.
shop nha. Thì những anh em nào mà có muốn mua cô bên shop, đây là clip để dành test luôn cho những anh em ở xa. Quay sát vô đây, có chữ HM3 số 1 nha anh em, HM3 số 1 nha. Đó, quay nè, HM3 số 1 nha. Mà để sát vô đây tí xíu cho anh em nghe thử tiếng vô nha. Đem đi đâu dọn hết, nên những anh em nào có muốn mua phụ tùng hoặc là dọn xe cứ việc đến trực tiếp shop ha, sẽ có nhân viên anh em chắn tại chỗ cho anh em ha. Đây đó, rồi kết thúc ngày hôm nay, ngày 17, ngày 10 mười mấy sao hôm nay, nó mười mấy quên rồi ha. Hôm nay là cái clip là ngày 13 tháng 8 2022 ha. Thì shop phụ tùng 67 Nguyễn Dễ Thương nhất Sài Gòn review hai chiếc xe này cho hai ông anh dễ thương đó. Các bạn quan ông anh này thì điện thoại tâm sự hoài à, chỉ có ông anh này thì tại vì nó tại vì mình sai cái chỗ là ông anh thích cái dây si nên mình phải chỉnh sửa được cái dây si cho ông anh ha. Thì cái dây si thì trong vòng 30 phút là xong liền, để một chút nữa sắp để tấm hình khi mà xong chụp để lên cho anh em xem ha. Rồi kết thúc video và cảm ơn với anh em ở xa ha, đã luôn tin tưởng và ủng hộ shop phụ tùng 67 Quân Dễ Thương Nhất Sài Gòn. Cảm ơn anh em, bye bye anh em, và chúc anh em một buổi chiều ấm áp, bye bye. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh dùm cho shop ha, để được cập nhật các món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em, bye bye anh em.